thì nó che phủ, phần thứ nhất là che phủ mặt sau của mi, cụ thể là áp sát vào sụn mi. Phần thứ hai là che phủ phần trước nhãn cầu là ở cuộn mạc, cho nên chúng ta nhìn thấy màu trắng của cuộn mạc. Ơi Dạ cô share màn hình giùm tụi con, tức là cô vẫn bấm vô lần lượt ba cái link rồi trong mỗi cái link nó còn có cái dấu mũi tên lên, mũi tên lên. dạ đúng rồi bấm xem. Bây giờ nó sẽ nằm ở hai nơi. Ừ. Khi mà cái nút nó bị lặn thì sao ta? Cung cấp má cho toàn màn hình sao nó không hiện cái chữ chia sẻ lên ta? Cô bấm cho cái hình màu đen nó luôn, cô bấm cho cái hình màu đen nó, sau đó cô bấm chia sẻ. Cung cấp năng lượng cho nó mới được, thì nó đứt ngang nãy giờ nó hơi nặng pin. Rồi bây giờ các bạn, tất cả các bạn thấy màn hình hết chưa? Ba lớp thấy màn hình, lớp dưới chữ chịu khó với cô nha, theo dõi giùm cô có gì cho hay liền nha, hoặc là cô kết bạn Zalo đi, kết bạn Zalo đi. Có cái gì thì ấy liền nha, thì phải ngồi liền để nó lỡ. Rồi chúng ta đều thấy like hết chưa? Chúng ta nói lại. Ừ. Kết mạc á. Kết mạc đầu tiên là che phủ ở mặt sau của mi mắt thì gọi là kết mạc mi. Che phủ mặt trước của cuộn mạc thì gọi là kết mạc nhãn cầu. Ở chỗ này chúng ta sẽ thấy được màu trắng của cuộn mạc do kết mạc nó chất trong suốt. Và cái phần tiếp giáp thì gọi là cùng đồ. Thì phần này sẽ đọng nước mắt hay là thuốc khi chúng ta nhỏ đó, hoặc là chất nhờn sẽ đọng ở cái phần này. Kết mạc nó có tính chất trơn bóng, cho nên là khi chúng ta mà chết rồi, nó lại thắc mắc gì nữa đây. Rồi. Được mẹ. Thì sau khi học bài này á, mình phải biết nguyên nhân của viêm kết mạc, những tổn thương cơ bản và những cái thể lâm sàng thường gặp. Thì kết à, về mồm mặt mô học đấy, kết mạc á,
Nó là biểu mô lát tầng không sừng hóa, tức là như da nhưng mà không có lớp sừng ở bên ngoài. Và nó có rất nhiều tuyến tuyến nhờn để làm cho tăng độ nhờn của nước mắt lên, hoặc là tuyến lệ phụ. Thì tất cả những cái cấu trúc cơ bản đó làm cho kết mạc á, khi chúng ta liếc mắt hay chớp mắt thì nó được trơn bóng và nó không có cảm giác khó chịu. Mà khi một yếu tố gì thay đổi cái tính chất đó thì mắt của chúng ta sẽ có triệu chứng, những cái triệu chứng cơ năng rất là điển hình của mắt, ví dụ như là bọng sốn hay là ngứa. Thì về dịch tễ á, cái bệnh này á thì phổ biến ở những nước có khí hậu nóng ẩm gió mùa, ví dụ như là Việt Nam của chúng ta rất phổ biến, vì do cái môi trường ở bên ngoài đó nó dễ tác động lên kết mạc, thì dẫn đến nguyên nhân của nó không những là nguyên nhân của nó là viêm nhiễm do virus, vi khuẩn, vi nấm, mà còn do những nguyên nhân như thích ứng với hóa chất hay thích ứng với yếu tố vật lý ở bên ngoài tác động lên cái kết mạc, là nó sẽ tiếp xúc với môi trường trong suốt cái thời cuộc sống của chúng ta. Thì những cái triệu chứng cơ năng á, chúng ta có thể rất là dễ hình dung là triệu chứng cộm như là có bụi, như là có dị vật, nóng hay ngứa, và cảm giác xốn tan. Xốn tan là cảm giác đặc biệt của kết mạc, làm cho người bệnh có cảm giác như muốn chớp mắt hay là nhắm mắt lại, muốn chớp mắt. Rồi triệu chứng chảy nước mắt, nhưng mà đặc biệt của kết mạc là bệnh nhân của mình không đau và không mờ. Người ta có thể cảm giác cộm và đau nhẹ nhưng mà không đau nhức nhiều, và có cảm giác nhòe nhưng mà đo thị lực thì bệnh nhân của mình vẫn thị lực tốt như bình thường. Triệu chứng thực thể là những cái triệu chứng dẫn đến cái chẩn đoán của chúng ta, là những cái triệu chứng để giúp chúng ta xác định chẩn đoán. Nếu mà bệnh nhân có triệu chứng cơ năng thì chưa điển hình, mà những triệu chứng thực thể sẽ dẫn đến những chẩn đoán chúng ta. Khi chúng ta có 2 trong 5 cái triệu chứng thực thể này, chúng ta có thể chẩn đoán xác định một cái viêm kết mạc. Triệu chứng đầu tiên là tiết tố, hay là còn gọi là gàn, hay là gọi là xuất tiết. Thì gàn bình thường buổi sáng sẽ có một chút ở góc trong, sẽ có một chút gàn ở góc trong, là do nguyên một ngày đó thì kết mạc của chúng ta sẽ dọn dẹp những cái chất bẩn do tiếp xúc với môi trường đó về cái góc này, mà chúng ta rửa sạch thì không tiết nữa. Nhưng mà tiết tố ở trong viêm kết mạc là những cái chất tiết thường xuyên, tiết nhiều, tiết suốt ngày và thay đổi tính chất từ trong sang trắng, sang vàng, sang đục, và hoặc là dạng mủ. Thì đó là những cái tiết tố ở trong bệnh viêm kết mạc. Triệu chứng thực thể thứ hai đó là gai máu. Thì bản chất của gai máu là những cái mạch máu tăng sinh. Mạch máu tăng sinh làm cho kết mạc bình thường là hồng và bóng, thì bây giờ trở nên lô nhô, và những cái gai máu này xếp gần với nhau tạo thành những cái tổn thương như nhung ở trên kết mạc ha. Lô nhô như nhung ở trên kết mạc, và nhiều gai máu khi chúng kết hợp hay là đúc nhập với nhau á, thì tạo thành những nhú. Đây là hình ảnh mà mi mắt của bệnh nhân khi chơi được lộn lên đó, thì chúng ta quan sát được những cái nhú khổng lồ này nè, nó đang xen vào nhau như lát đá ở trên vỉa hè. Đây là gọi là nhú. Như vậy thì gai và nhú bản chất là hiện tượng tăng sinh của những mạch máu kết mạc thành những cuộn mạch máu. Như vậy thì những cái gai máu hay nhú này chúng ta nhất quyết không có được chẩn đoán sai, và chúng ta dây hay là chúng ta kẹp thì sẽ làm gây chảy máu và tổn thương nặng cho kết mạc. Cái thương tổn thứ ba mà chúng ta thường hay thấy đó là hột. Hột thì đôi khi chúng ta nhìn phân biệt không được với những cái nhú, nhưng mà bản chất của hột là những cái phát triển của lympho dưới kết mạc, cho nên là không có mạch máu ở trong hột. Mạch máu sẽ bị đẩy sang hai bên, đẩy ra xung quanh, và trung tâm của hột thì không có mạch máu. Khác với nhú hồi nãy là trung tâm của nó bản chất là mạch máu, thì hột là không mạch máu, và nó có thể dịch ở trong dịch trong
dịch vàng, dịch nhầy hoặc là mủ ha. Nhưng mà bên trong của nó là không có mạch máu, thì hộp có thể ở bệnh mắc hộp do chlamydia trachomatis hoặc là có ở trên những viên kết mạc hộp khác. Nhưng mà nếu có mắc hộp á, thì chúng ta chẩn đoán là có từ 5 hộp ở kết mạc phụ mi trên trở lên. Tại vì trong bệnh mắc hộp thường là kết mạc ở phần này có hộp. Còn nếu mà hộp hai góc thì thường là do dị ứng hoặc là do siêu vi, sẽ có hộp ở hai góc hoặc là mi dưới. Cái cương tụ thứ tư á, là cương tụ. Cương tụ là bản chất là hiện tượng giãn mạch của viêm. Chúng ta có thể dùng những cái từ khác, ví dụ như là xung huyết hay là giãn mạch hay là đó là những cái từ mà chúng ta mượn của từ Hán Việt. Và mắt thì thường dùng là cái từ cương tụ. Thì ở trong viêm kết mạc á, chúng ta sẽ phân biệt cương tụ kết mạc và cương tụ rìa. Cương tụ kết mạc gặp trong bệnh viêm kết mạc thì những cái cương tụ đó nó sẽ đỏ nhiều ở kết mạc mi và cùng đồ. Đi về phía nhãn cầu thì cương tụ sẽ nhạt dần đi và xung quanh của rìa giác mạc là không có hiện tượng giãn mạch. Đó là đặc điểm của cương tụ. Cương tụ này có thể giảm hoặc mất khi bệnh nhân của mình nhỏ thuốc co mạch nha, và màu đỏ tươi. Thì cương tụ kết mạc giúp chúng ta phân biệt một cái bệnh lành tính là viêm kết mạc với những cái bệnh nặng của mắt là cương tụ hệ thống mạch máu sâu, là cương tụ rìa. Thì ở cái bài này và cái bài đỏ mắt thì yêu cầu các bạn sẽ phân biệt cương tụ kết mạc là cái lành tính mình có thể giữ lại điều trị. Còn những cái cương tụ rìa là những cái cương tụ sát vào rìa này nè, là cương tụ hệ thống mạch máu sâu có trong viêm lết giác mạc, viêm màng bụi đào hay glaucoma đó. Thì những cái cương tụ này khi phát hiện ra, chúng ta sẽ nhanh chóng hướng đến những cái nguyên nhân nặng và chuyển cho bác sĩ chuyên khoa. Rồi, cái cương tổn tiếp theo là phù kết mạc. Cương tổn cuối cùng là phù kết mạc. Kết mạc căng bóng lên chứa nước ở bên trong, giống như là người ta tiêm nước vào, làm cho kết mạc nó phồng lên. Có khi nó phồng rất là nhiều xung quanh giác mạc và làm cho mắt của bệnh nhân không nhắm lại được ha. Thường là chúng ta sẽ gặp trong những cái viêm kết mạc dị ứng cấp, trong phù quinh, trong dị ứng cấp do phấn hoa, do thuốc hoặc do thức ăn, tức là những cái dị ứng cấp. Chúng ta sẽ thấy những cái này phì lên rất nhanh, và có thể nếu mà không tiếp xúc với dị nguyên nữa thì nó cũng giảm đi rất nhanh ha. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thể gặp những cương tổn khác như là sẹo ở trên kết mạc, sẹo hoặc là thẩm lậu ở trên kết mạc. Thẩm lậu tức là thâm nhiễm tế bào viêm, hoặc là xuất huyết kết mạc ha, mà chúng ta cần phải phân biệt. Ví dụ như là xuất huyết thì chúng ta sẽ thấy là máu đỏ thành mảng và không nhìn thấy mạch máu ở bên dưới nữa. Đây, như trường hợp này nè, thì mình nhìn thấy mạch máu giãn to, thì trường hợp này là xung huyết kết mạc. Đây là những cái mảng này nè, là những cái mảng xuất huyết, và những cái chỗ mà xen kẽ là những cái xung huyết ha. Đó, xuất huyết kết mạc và xung huyết kết mạc, chúng ta cần phân biệt rõ ha. Rồi, có một số cái hình thái đặc biệt mà chúng ta thường gặp trong bệnh đau mắt đỏ đó. Một là viêm kết mạc do vi khuẩn. Thì viêm kết mạc do vi khuẩn đặc thù của nó là tiết tố dạng mủ do tác của bạch cầu được sinh ra trong quá trình viêm ha. Thì đặc điểm là tiết tố dạng mủ. Một cái chúng ta thường hay gặp là lậu mắt. Lậu mắt do trực khuẩn xông cầu ra mâm hình hạt đậu. Thì người mẹ mắc bệnh lậu sinh dục và sinh đứa trẻ này ra đường âm đạo.
bệnh này khởi phát rất sớm trong vòng 28, 24 đến 48 giờ thì mắt trẻ nhắm, sưng phù rất nhiều và không mở mắt, không mở được. Gàn mũ đục ha, gàn mũ đục. Khi thầy thuốc cố gắng vành mi ra thì có thể mũ sẽ bắn mạnh ra. Và mũ này khi mà rửa đi thì sẽ tái lập nhanh chóng nếu không được điều trị đúng. Có thể gây loét giác mạc, thủng giác mạc và gây mù vĩnh viễn. Do đó, lậu mắt là một bệnh cấp cứu nhãn khoa. Và khi điều trị thì bắt buộc phải điều trị tích cực tại chỗ kết hợp với điều trị toàn thân. Để cho đứa trẻ khỏi bị di chứng mù vĩnh viễn. Hình thái lâm sàng thứ hai á là viêm kết mạc do siêu vi. Thì chúng ta thấy thông thường á, viêm kết mạc do siêu vi có tính lây lan mạnh. Tính lây lan mạnh là một. Thứ hai là có thể trên cơ địa suy giảm sức đề kháng là hai. Nha. Thì những cái con á, mà hay gây nên viêm kết mạc cấp mà thành dịch. Một là adenovirus hay còn gọi là virus hạch. Thì ở trong cái bệnh lây do adenovirus đó, thì nếu mà rơi vào cái tiếp này 3427 sẽ gây nên hội chứng viêm kết mạc họng hạch. Còn adeno pharyngo conjunctivitis, hoặc là nếu nhiễm cái tiếp 18-19 thì gây viêm biểu mô giác mạc chấm. Thì cái này nếu mà chúng ta không có phát hiện ra đó, mà chúng ta cho bệnh nhân của chúng ta nhỏ corticoid đó, thì dễ dẫn đến biến chứng là loét giác mạc nha, bội nhiễm và loét giác mạc. Rồi cái con thứ hai hay nên gây nên dịch là picornavirus, là một dạng virus đường ruột của họ enterovirus. Thì cái con này nè có thể gây xuất huyết, những cái dạng chấm ở trên kết mạc hoặc là dạng mảng ở trên kết mạc ha, và gây viêm nhu mô giác mạc có thể kéo dài trong nhiều năm đó. Con nào cũng gây nên tổn thương giác mạc, cho nên tốt nhất á, nếu mà mình nghĩ đến nguyên nhân do virus thì không nên điều trị bằng corticoid ha. Thứ hai là tiếp theo là viêm kết mạc trong nhiễm siêu vi toàn thân, chúng ta có thể gặp trong sởi là rubella, hoặc là viêm kết mạc do herpes thì thường sẽ có những tổn thương ở da dạng bóng nước nông, hoặc là có thể kèm theo tổn thương dạng bóng nước nông hay là loét cành cây trên giác mạc ha. Rồi do vi khuẩn, do virus gây mụn cơ mụn cóc nè, thì đối với những người bị mụn cơ mụn cóc ở mi mà có viêm kết mạc thì thường kéo dài dai dẳng. Đến khi nào mà chúng ta điều trị khỏi cái mụn cóc mụn cơm ở mi thì cái bệnh viêm kết mạc mới chấm dứt ha. Rồi viêm kết mạc dị ứng ngày nay chúng ta càng gặp nhiều vì yếu tố môi trường ô nhiễm ha, vì yếu tố môi trường ô nhiễm. Thì trong đó, đó viêm kết mạc mùa xuân á, là một cái viêm kết mạc rất thường hay gặp. Cái đến là viêm kết mạc nhú gai khổng lồ ha. Và viêm kết mạc bọng do dị ứng với độc tố của vi khuẩn lao. Thì cái viêm kết mạc bọng này nó sẽ thoáng qua rất là nhanh trong vòng một tuần thôi. Đây là viêm kết mạc mùa xuân xảy ra ở trẻ nam khoảng 7 tuổi và kéo dài đến khoảng 17 tuổi. Ha, kéo dài đến khoảng 17 tuổi, thường là ở trẻ nam. Như vậy thì cái thời gian hoành hành của cái bệnh này là nó trong khoảng 10 năm. Thì trong 10 năm này đó, người thầy thuốc cần có những cái thái độ điều trị khôn ngoan. Vì đôi khi chúng ta cũng phải dùng corticoid, nhưng mà nên điều trị ở một người. Và thầy thuốc cần có thái độ khôn ngoan để tránh tác dụng phụ của corticoid. Ha. Đây là cái thể nè. Đây là những cái nhú hình lát đá
mi mi bệnh nhân lộn lên nè, nhú hình lát đá chen chúc ở trên kết mặt sụn mi trên, hoặc là ở thể rìa đó thì sẽ có những cái nhú ở sát rìa giác mạc, hoặc thể kết hợp thì cả hai cái nhú này nè, khi bệnh nhân bị cái thể kết hợp này, hai cái nhú này cọ sát vào nhau làm cho bệnh nhân của mình rất khó chịu, rất cộm sốt ha, và có thể gây loét ở vùng rìa, loét mãn tính ở vùng rìa có màu xám luôn. Hay là viêm kết mạc nhú gai khổng lồ cũng là một dạng viêm kết mạc dị ứng, nhưng mà hai cái bệnh dị ứng này nè là xảy ra ở trên, thường xảy ra trên cơ địa những bệnh nhân của mình rất nhạy cảm về mặt miễn dịch ha, rất nhạy cảm. Rồi để chẩn đoán thì thông thường chúng ta không cần xét nghiệm, chỉ cần 2 trong 5 tổn thương cơ bản là mình được quyền xác định chẩn đoán là viêm kết mạc dựa trên những cái triệu chứng đó. Ngoài ra chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt một số bệnh, khi nào chúng ta loại trừ được những cái chẩn đoán phân biệt đó thì mình có quyền chẩn đoán là viêm kết mạc. Xét nghiệm trong trường hợp nào? Xét nghiệm trong trường hợp một là viêm kết mạc nặng, ví dụ như là viêm kết mạc do lậu đó, là viêm kết mạc nặng thì lậu mắt có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc ở người lớn nha. Rồi thứ hai á là xét nghiệm cái gì? Xét nghiệm vi khuẩn, soi tươi nuôi cấy làm kháng sinh đồ nha, soi tươi nuôi cấy làm kháng sinh đồ để tìm ra kháng sinh điều trị trong những trường hợp viêm kết mạc nặng và viêm kết mạc kéo dài. Nặng và kéo dài thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm, mà nhớ trước khi xét nghiệm phải ngưng thuốc 48 giờ, ngưng tất cả các thuốc trước 48 giờ, sau đó chúng ta sẽ lấy chất tiết và thôi tươi nuôi cấy. Rồi xét nghiệm tế bào thì tùy theo từng dòng tế bào ở trong máu tăng dòng nào thì mình hướng đến nguyên nhân là viêm kết mạc do cái đó ha. Rồi trước khi chẩn đoán xác định thì chúng ta phải loại trừ được tất cả những cái này, tật khúc xạ và lão thị, thường là tật viễn thị, lé ẩn, dị vật. Khi khám viêm kết mạc mình phải lộn mi cả hai mi và khám cùng đồ, viêm thượng cũng mạc thì cái này nó sẽ, cái nốt viêm sẽ không di động theo kết mạc, viêm giác mạc, viêm móng mắt thể mi và glaucoma cấp thì có thương tụ rìa ha. Tiến triển, viêm kết mạc là một bệnh lành tính, thường là khỏi, không để lại di chứng. Một số trường hợp có thể có biến chứng viêm giác mạc thì chúng ta lưu ý khi có 3 đặc điểm sau. Một là bệnh nhân có đau nhức. 2 là bệnh nhân chói sáng, rất là chói sáng, rất là sợ ánh sáng. 3 là giảm thị lực. Khi có 3 biểu hiện đó chúng ta sẽ quan sát rất kỹ, hoặc là có thể phải dùng thuốc nhuộm để xem bệnh nhân có viêm giác mạc hay không, hoặc là bệnh nhân có thể có biến chứng thứ hai là màng máu giác mạc. Thì thường cái này đó, nó sẽ nằm ở trong những viêm kết mạc mãn tính hoặc là bệnh mắt hột. Điều trị chủ yếu là tại chỗ. Nếu mà do viêm kết mạc do vi khuẩn thì nhỏ kháng sinh. Một lọ thuốc kháng sinh đó cần nhỏ nhiều lần trong ngày để tăng nồng độ ức chế tối thiểu, ức chế được vi khuẩn. Thứ hai là lọ kháng sinh khui ra không nhỏ quá 1 tháng. Thông thường á, nhỏ 2 mắt thì chúng ta sẽ nhỏ tối thiểu là 8 ngày cho bệnh nhân. Rồi nếu mà do virus thì cơ bản là vệ sinh tại chỗ, nâng sức đề kháng và nhỏ kháng sinh khi có bội nhiễm vi khuẩn. Rồi nếu do dị ứng thì có một là cách
ly các yếu tố gây dẫn. Thứ hai là điều trị bằng các thuốc kháng dẫn như là kháng histamine, hoặc là ức chế dưỡng bào, hoặc là ức chế leucotriene. Đó, rất hạn chế dùng corticoid, và dùng corticoid phải có sự kiểm soát. Dùng những loại thuốc tránh trường hợp tăng nhãn áp và tác dụng phụ là glucose. Nha. Rồi, chủ yếu vẫn là nhỏ thuốc tại chỗ, chỉ điều trị toàn thân trong những trường hợp, một là triệu chứng của bệnh nhân á, triệu chứng cơ năng hơi nặng nề thì mình có thể điều trị toàn thân kèm theo. Thứ hai là điều trị toàn thân trong những trường hợp viêm kết mạc nặng, ví dụ như là lậu mắt. Rồi các cấp phòng ngừa, vệ sinh và cách ly. Ha, mình nhớ là cái bệnh này nó lây ở đường nào? Đường chúng ta tiếp xúc, đường không khí, đường tiếp xúc với chất tiết, hoặc là qua trung gian tay, qua trung gian vật dụng. Cho nên là tốt nhất mình là vệ sinh và cách ly người bệnh. Ha, giống y chang như là một cái trường hợp mà bị Covid gì đó, mấy bạn cách ly y chang vậy luôn nha. Và viêm kết mạc thành dịch đó cũng có thể khỏi và tái phát, hoặc là bệnh nhân tái nhiễm. Cho nên là đối với những trường hợp nào bị rồi vẫn tiếp tục cách ly ha, vẫn tiếp tục cách ly. Rồi, ở trong bài này á, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Chúng ta đi qua viêm tật khúc xạ cho kịp nha mấy bạn. Các bạn, chúng ta vẫn nhìn thấy like và nghe tiếng đúng không? Có gì thì nói cô liền nha.